Xin chào tất cả các bạn đến với Học Online. Hôm nay các bạn sẽ qua phần 3 trong bộ giáo trình tự học Organ Keyboard cho người mới bắt đầu. Đó, các bạn sẽ mở ra phần 3 nhé. Hôm nay các bạn sẽ qua học về phần hợp âm và thực hành với tác phẩm. Những phần liền ngón thì các bạn đã học từ phần 1, phần 2 rồi. Đây ha, bây giờ là phần lý thuyết các bạn đọc nè. Hợp âm được cấu tạo bởi 3 âm trở lên. Đó, hợp âm trưởng được ký hiệu là chữ cái viết hoa. Ví dụ C nè, cờ, chữ C đó là hợp âm đô trưởng. 7 cái ký hiệu mà các bạn đã học phần nhạc lý, phần lý thuyết đó, đó cũng là chính là 7 hợp âm trưởng luôn nha các bạn ha. Nên các bạn phải cố nhớ các ký hiệu của tên nốt nhạc. Đó, các ký hiệu tên nốt nhạc các bạn đã học bài lý thuyết rồi, nên các bạn nhớ đó chính là 7 hợp âm trưởng luôn. Đó, nên các bạn học quên thì các bạn phải nhớ nhé. Bây giờ qua phần hợp âm rất là quan trọng, các bạn phải nhớ được để nhớ tên hợp âm. Và hợp âm thứ, mình sẽ học những cái hợp âm cơ bản, hợp âm trưởng và hợp âm thứ. Hợp âm thứ được ký hiệu là chữ cái viết hoa kèm chữ M nhỏ theo sau nè. Đó, ví dụ chữ C có chữ M nhỏ mình đọc là hợp âm đô thứ. Đó, rất là dễ nhớ các bạn ha. Ví dụ chữ G mà có chữ M nhỏ theo sau mình sẽ đọc là rê thứ. Đó, các bạn nhớ nha. Rồi, hợp âm 7 được ký hiệu là chữ cái viết hoa kèm theo số 7 liền sau. Đó, mình đọc theo thứ tự. Ví dụ chữ C có số 7 thì mình sẽ đọc là hợp âm đô 7. G7, G là ký hiệu của nốt son thì mình đọc là son 7, là đọc là hợp âm son 7. Rất dễ nhớ các bạn ha. Cách đọc rất là dễ. Rồi, về cách bấm hợp âm. Đó, bấm cũng phải bấm theo có cái quy tắc ha. Bấm cùng một lượt nè, không bấm nốt trước nốt sau. Đó, bây giờ bấm không bấm nốt trước nốt sau. Khi chuyển qua hợp âm khác, nếu có nốt chung thì giữ nguyên nốt đó, chỉ đàn các nốt thay đổi. Rồi bây giờ cách bấm nè. Cách bấm ha, trong này mình có ghi. Đó, các bạn mở sách ra các bạn thấy hợp âm đô trưởng nè. Đó, trong sách sẽ có ghi đầy đủ, có ghi số ngón tay để các bạn dễ bấm nè. Đó, thứ tự của các nốt, ví dụ hợp âm đô trưởng các bạn bấm nè. Ngón số 5 là ngón út các bạn ha, ngón út. Đó. Ngón cái là ngón số 1, 1 3 5. Đó, cái chỗ này thì các bạn có thể bấm ngón số 2 nè. Đó, tùy cái thế ngón của các bạn ha. Có bạn mình dạy ở lớp thì có bạn thì bấm được ngón số 3, có bạn thì bấm ngón số 2. Nhưng thực ra thì đúng là mình sẽ ghi chỗ này là hai số 3 và số 2, nhưng mình chỉ ghi một số thôi. Các bạn chú ý chỗ này có thể tự đánh dấu cho mình số 2 ở đây nữa, dưới số 3, để các bạn có thể bấm ngón số 3 hoặc số 2 đều được. Các bạn nhớ lưu ý nha, hợp âm đô trưởng nè. Rồi, về mình sẽ bấm hợp âm đô trưởng cho các bạn nhìn tay nè ha. Đây, son. Rồi, tắt nhạc đi ha. Son, đô mi, đó các bạn thấy không? Nhấn cùng một lúc nè. Đó, không có bấm nút trước nút sau các bạn, nó sẽ bị không đúng hợp âm nha. Đó, bấm nút trước nút sau như vậy, hoặc là các bạn bấm hai nốt này rồi mới nhấn nút này cũng không được luôn. Hoặc là nhấn nốt này mới là hai nốt này cũng sai luôn, mà phải cùng một lúc. Đó, bấm cùng một lúc nè. Tập nhiều ha. Rồi, bấm ngón số 3 cũng được. Có bạn thì giống như cái khớp xương của các bạn á, như thế nào đó các bạn lại cảm thấy bấm ngón số 3 nó dễ hơn thì các bạn bấm ngón số 3 nhá, đều được. Ngón số 2, chính xác thì ngón số 2 nó sẽ dễ hơn ha. Theo mình là vậy, nhưng mà một số bạn thì ngón số 3 dễ thì các bạn cứ bấm ngón số 3. Đó, không sao cả ha. Rồi, tiếp theo sẽ là hợp âm son 7. Son 7 là son si fa. Đó, chú ý nhá, son si fa nè. Đó, như vậy là các bạn sẽ thấy được là có một nốt chung là nốt son. Thì cách chuyển như thế nào ha? Cách chuyển nè, nếu có nốt chung thì giữ nguyên nốt đó. Rồi bây giờ các bạn giữ nguyên nốt son, chuyển nè, đô trưởng, chuyển qua son 7, đô trưởng. Đó, rồi trong cái bài tập hôm nay thì các bạn chỉ cần tập cách chuyển hợp âm thôi. Đó, trong bài cách chuyển hợp âm nè, chuyển hợp âm đô rồi son 7, cứ một ô các bạn giữ 4 phách. Rồi bây giờ tập trước khi vô nhạc thì các bạn sẽ tập tay không ha. Tập với không có nhạc, có biết nhạc các bạn chỉ tập vào nhịp chân thôi. 2 3 4 son 7, 2 3 4 đô trưởng, 2 3 4 son 7, 2 3 4 đô trưởng, 2 3 4 son 7 2 3 4 đô trưởng 2 3 4 son 7 2 3 4. Đó, mình đã hướng dẫn các bạn cách tập và cách bấm rồi. Thì ở nhà các bạn tập khi nào mà các bạn chuyển được thật lưu loát nhá. Đó, còn mà chuyển còn chuyển như thế là chưa đạt, nhất là còn sai, còn vấp đó các bạn ha. Tập khi nào mà chuyển như mình hướng dẫn như thế này nè. 2 3 4. 2 3 4. Đó, khi nào thật nhuần nhuyễn nhá. Tùy vào cái khả năng của mỗi người và thời gian tập của các bạn, chịu khó tập thì các bạn sẽ đạt được cái chuyển hợp âm nhanh như vậy. Đó, có thể trong một buổi hoặc hai buổi hoặc ba buổi, nếu mà các bạn chưa được thì tập khi nào được thì thôi nha. Chứ không phải các bạn tập mới tập được khoảng nửa tiếng thì các bạn bấm không được, chuyển không được rồi các bạn nản, các bạn khó thế tập hoài không được. Không nên có cái suy nghĩ như vậy nhé. Rồi, tiếp theo khi mà đã được đều rồi thì các bạn sẽ mở lên với trống ha. Đó, để mở lên trống thì các bạn sẽ bấm phím chức năng có chữ ACMP. Đó, ACMP nha. Đàn, các đàn đời sau này thì nó đều có chữ này. Đó, mình có ghi cái hình nên nó ACMP, các bạn nhìn trên màn hình ha. Đó, hoặc những đàn mà có phím chức năng mà cái thanh đẩy đó thì các bạn bấm vào chữ finger read ha. Mình đọc tiếng Anh có đúng không ha? Finger read đó, mình cũng có ghi cái chữ, cái ký hiệu lên đó để các bạn nhìn trên màn hình đó. Đó là hai cái để các bạn mở đó. Hoặc các bạn xem video hướng dẫn các phím chức năng của đàn trước khi vào thực hành để các bạn hiểu hơn các phím chức năng trong đàn để mở nhạc. Rồi mình sẽ bấm phím ACMP để vô phần nhạc đệm tự động nè. Các bạn bấm vào bấm rồi. Rồi các bạn sẽ bấm tiếp theo, sẽ bấm vào cái nút 6 star. Đó. Đó, mình mà đọc tiếng Anh không có chuẩn thì các bạn cũng thông cảm nhé, vì không được đào tạo bài bản ha. 6 star nè. Đó, rồi nó chớp chớp như vậy là các bạn sẽ nhấn vô nè. Đàn đời cao thì nó sẽ báo bằng đèn, còn đàn những đàn khác thì nó sẽ báo chớp chớp trên màn hình đó các bạn ha. Mình sao các bạn bấm vào cái chữ này nó sẽ bắt đầu. Bây giờ nhấn đếm 2 3 4 nè. Các bạn mở nhạc điều pop hoặc điều 8 beat ha, tempo là 60 10 hoặc 65 để các bạn tập với nhịp trước ha. Rồi bây giờ mình bấm là mình tập nè, nhìn vào hai hàng chuyển hợp âm nè. Đô 2 3 4 son 7 2 3 4 đô 2 3 4 son 7 2 3 4 đô 2 3 4 son 7 2 3 4 đô trưởng 2 đó. Đó là cách bấm hợp âm ha. Các bạn cố gắng tập đi tập lại thật nhiều. Như vậy hôm nay là các bạn đã xong được hai hợp âm đầu tiên là hợp âm đô trưởng và hợp âm son 7. Các bạn cố gắng tập đi tập lại thật nhiều để bấm được thật nhuần nhuyễn, thì khi vô bài hát các bạn bấm không bị vấp ha. Các bạn hãy chuyển một cách rất là trơn tru, rất là mượt mà nhé. Rồi, chuẩn bị các bạn sẽ qua bài tập thực hành đầu tiên. Mời các bạn xem video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.